Làm móng 20, bông tai 25, đồ bộ bộ 65, 65 nhân 3 nhân 1 xin bằng xin bên bớt 5.000 còn 190 nè. Tổng cộng là 215.000. Trời ơi, tháng này tốn 215.000 tiền đồ. Bà này bà ngộ ghê luôn á. Làm ô xin cho bà, bà hứa mua đồ cho mình mà không mua. Tại hứa Tết cũng không cho tiền lì xì. Làm gì chán dễ sợ luôn á. Mộng Thắm, Mộng Thắm đâu? Dạ em qua đây chị ơi. Trời ơi, cái giọng đó là biết có chuyện nữa rồi đó. Em xài nước hoa của chị đúng không? Đâu gì em đâu có biết. Không biết hả? Hết hư một nửa rồi đó. Không em xài đây ai xài? Ủa em đâu có xài nước hoa chị đâu, coi chừng chị làm đổ không? Chị giữ cẩn thận lắm, không thể nào mà đổ được. Em xài thì em nói đi chứ. Em không có xài thiệt. Nè nè, em chối nha. Chị mở camera ra chị coi á, nếu như mà em lấy em xài của chị á, chị trừ lương em đó. Trời ơi, chị ngộ ghê. Em xài, em nói em xài chứ em sợ gì chị mà em dám nói. Nước hoa thôi mà phải nước thánh đâu trời. Em nói chị kỳ vậy? Nước hoa của chị mua mắc lắm đó biết không? Nhưng mà em không có xài thiệt. Chị kỳ quá. Em xài, em nói em xài chứ chị ngộ quá. Tự nhiên cái tự chuyện gì dẫn cá chém thớt à. Có chuyện gì chửi luôn lần đi để em đi làm việc nữa. Còn chuyện cái áo của chị nữa, em giặt kiểu gì? Chị dặn là em giặt đồ của chị là bỏ riêng ra dùng chị. Em cứ bỏ vô một đống như vậy, nó lem hết màu sao chị xài được. Nhưng mà cái chuyện này chị chửi em rồi mà. Chị chửi chuyện khác đi. Nhưng mà hôm nay chị thấy chị bực, chị chửi được không? Mà em mắc mệt à, chị chửi em hoài. Sao em cứ trả treo chị hoài vậy? Chứ giờ sao chị mới chịu? Bây giờ em có tin là chị trừ lương em không? Đừng có trừ nữa. Tôi làm nay 12 tháng mà tôi ăn 1 tháng rưỡi lương rồi. Ủa, em tưởng là chị hù em hả? Chị trừ đi, em bỏ đi thiệt cho chị coi á, chị hù gì? Ngon, bỏ đi coi coi. Bỏ đi đi. Thôi nữa, làm ơn làm phước giùm một cái đi. Em cứ tự nhiên đứng đi cãi lộn với lại anh Thắm chi vậy? Ở trong nhà có hai người phụ nữ à. Cái lộn đến ồn ào mệt cái thằng đàn ông. Em có muốn to tiếng với nó đâu, tại nó cãi với em với bộ. Ô xin gì mà em không có cãi nha. Đó, đây nè, mới vừa cái miệng đó là miệng cãi đó. Em chỉ trả lời chỉ thôi mà. Trả lời cái gì mà trả lời với cãi mấy thứ. Còn cái cà vạt màu đen của anh đâu? Cà vạt màu đen gì? Ừ. Hỏi cô ô xin quốc dân của anh đây nè. Ngày hôm qua rảnh rang quá, đem ra buộc cổ mèo nhà hàng xóm. Nó xé cho te tua luôn. Trời ơi, Thắm ơi là Thắm ơi, chừng nào em Thắm lại Thắm ơi. Cái cà la vát đó là của sếp anh tặng cho anh đó. Mà em làm sao mà tự nhiên em đi em nhét vô cái cổ con mèo? Tại vì em qua con mèo bị đứt dây xích nên buộc đỡ nó. Buộc đỡ không biết mua cộng dây xích hả? Ủa rồi hồi nãy nó làm gì mà em quạo vậy? Thì nó làm lem áo em rồi xài nó qua của em đó nè. À, hồi nãy đi ngang qua lan can tao hửi thấy cái cây thơm thơm, mày lấy cái dầu thơm mày tưới cây phải không? Hồi nào? Có không? Không có, em lấy xịt phòng em tưới cây thôi. Trời ơi, vừa phải nó cái cây mà cái xịt phòng nó tan hết của người ta rồi. Ai biết đâu. Khỏi đòi coi nó đâu đi. Mệt quá à. Đó thấy chưa, mình hiểu cảm giác của em chưa? Nè nè, đợi em ghế coi. Nè 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 nha, ở trong nhà làm cái gì được thì làm, giúp được cái gì thì giúp, còn không giúp được thì thôi, chứ đừng có những cái thái độ như vậy. Còn đây nè, đây nè, đây nè, người ta mang dép chiếc này chiếc kia tại sao không nhắc? Chưa có thấy đâu nói. Cái gì không thấy hả? Ngồi ở trên cao thì nhìn xuống thấp phải thấy chứ. Nhắm làm ở đỡ được thì làm, còn không được thì nghỉ. Mấy người nói tôi lỏng làm được gì đúng không? Ý nói tôi bất tài vô dụng chứ gì. Tôi đi cho mấy người vừa lòng. Tôi phải rời xa nơi này thật sao? Ôi, căn nhà vốn dĩ đã thân quen mà nay sao mọi người hất hủi tôi? Mọi người muốn tôi đi chứ gì? Được, tôi sẽ đi. Trước khi đi, tôi muốn có đôi lời nhắn nhủ với hai anh chị. Đừng tìm em nữa. Em sẽ đi thật xa, 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 xa lắm. Thắm Thía, trước khi đi,
mình phải chia tay với một cái ngôi nhà đầy ấn tượng này bằng một chầu nhậu. Phải nhậu cho thật say vào. Nhậu thôi. Chúng đầu tiên xin được tạ lỗi với cái áo. Còn muối nữa, sao quên gì muối được. Muối cũng bên cạnh ta mỗi ngày mà. Giờ đi cuộc đời này có làm bao. Phải không? Uống đi Quynh ơi. Uống đi mấy Quynh đệ, uống đi. Uống một lần rồi tới muối nha mấy Quynh ơi. Con nhận nó sáng nay cũng quá đáng thiệt. Mặc dù con Thắm nó hơi hậu đậu nhưng mà nó cũng thiệt tình dễ thương. Có nó trong nhà nhiều khi vui vẻ hơn. Thì gì đâu đủ nữa. Bởi vậy em mới mua cho nó chai nước hoa nè. Chắc chắn nó thích lắm luôn á. Nó đâu có thích nước hoa. Ủa sao? Nó thích thịt phòng mà. Hôm bữa nó nói em không nhớ hả? Nó bị gì vậy? Có khi nào hồi sáng em chửi cho mấy câu xong bây giờ nó nghỉ quần. Bình tĩnh, em bình tĩnh. Bình tĩnh lại để anh coi coi. Thắm ơi, Thắm. Bị gì mà sao nó nằm cái túi nhìn ôm đờm vậy? Thắm ơi, Thắm. Hả? Rượu anh. Rượu anh là rượu gì? Cái này là rượu nè chứ rượu anh gì? Nó uống rượu nó xỉn thôi, có cái gì đâu. Nhỏ thì thiệt. Kêu nó dậy đi. Thắm ơi. Thắm. Thắm. Ôi sai rồi, mấy huynh đệ sai rồi, không muốn nói nữa. Chùi cái miệng nó nhiễu cái nước miếng kìa. Ơi, Thắm ơi. Dậy. Hả? Gì? Hai anh chị đi tìm tôi làm gì? Đừng có tìm tôi nữa. Tìm cái gì? Ôi, tôi đang ở nhà. Hả? Ôi trời biết rồi. Khỏi cản tôi. Tôi sẽ đi cho mấy người coi. Tôi sẽ đi thật xa. Trời ơi, em quá đáng lắm rồi nha. Ở nhà không có làm gì hết trơn á. Phá là giỏi à. Trời ơi, có bày biện đủ thứ ra đây nè. Thắm ơi. Còn phải thiệt muốn phóng bị đũa cho dính vô lỗ tai luôn, thiệt luôn à. Thắm. Thắm ơi. Trời ơi, cái con này. Đi làm đồ mệt mỏi rồi, về nhà ô xin còn say xỉn kiểu này nữa. Thì đứa không tính để cầm cái chai rượu ra còn giọng xuống bàn cho nó lấy nó uống nữa. Trời ơi, sao mà đời tôi cực khổ dữ vậy trời. Ủa, tôi cũng đâu có sung sướng đâu ghẹ, sao vậy? Nè. Nè. Chú gì mà chửi tôi xin hoài. Chửi hoài đi thôi, sống sao nổi nữa. Được. Tôi sẽ đi thật xa. Nhưng trước khi đi thật xa là tôi phải đi ngủ một cái.